Đồ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019, mùng 1 tháng 1 năm 2019. Thành Luân rất vinh dự được đón tiếp chú Tâm, chú đến từ Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Chú về ký nhận bộ bàn ghế gỗ mun Minh Quốc đào bằng gỗ mun gồm có 6 món, cột 12 hàng siêu VIP của Thành Luân chúng tôi đã được hoàn thiện phần mộc, và hôm nay chú và gia đình đã về trực tiếp cơ sở để ký nhận phần nghiệm thu phần mộc. Sau đây thì chú ký cho cháu nhé. Ok. Anh Thanh tạm thời cho chú ký cho em nhé. Ký gì đấy? Vâng. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc đào hàng gỗ mun siêu khủng luôn. Được chọn từng thanh gỗ, từng thứ gỗ một và chọn vân rất kỹ lưỡng. Trước đây chú đã về Thành Luân của tôi một lần để ký nhận. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu. Anh đáng biết em cái phích. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng đầu năm là nhân dịp Tết Dương lịch của năm 2019. Thay mặt Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý. Minh Quốc đào bằng gỗ mun cột 12 gồm có 6 món là siêu VIP luôn. Đây, trên mình đây là chú đi cùng chú Tâm. Hai chú đã về trực tiếp cơ sở để ký nhận. Rất đẹp, rất đỉnh cao. Và ngay lúc này thì tại showroom của đồ gỗ Thành Luân tôi là chúng tôi đang chuẩn bị bốc bộ bàn ghế gỗ mun cột 16 gồm có 10 món lên xe để đi thì tứ kỳ Hải Dương. Đây, đội ngũ thợ chúng tôi phải tập trung hết để phanh bộ này bởi vì nó rất chi là nặng. Rất nặng. Đây là chú Tâm đến từ Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội về ký nhận. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn chú đã tin tưởng đặt hàng. Xin kính chúc chú Rình một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và chúc chú luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong mọi công việc, trong mọi lĩnh vực. Bây giờ bộ ghế này chúng tôi chuẩn bị và lên xe.